Xin chào các bạn. Ở trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau cấu hình BVI trên rotor. Ở đây BVI là viết tắt của cụm từ Bridge Virtual Interface, tức là cổng ảo Bridge. Đây, giả sử là gì ạ? Giả sử ở đây ta có hệ thống mạng gồm 4 rotor 2, 3, 4, 1. Chúng ta muốn là gì ạ? Muốn các cái router 2, 3, 4 này này nó kết nối và nó truyền thông với nhau. Mà là gì ạ? Mà các cổng này này nó được gắn cùng một cái các địa chỉ IP thuộc cùng với một cái giải mạng. Ví dụ như là gì ạ? 192.168.10.0 số 24 chẳng hạn. Đó, ta có thể làm được cái điều đó nếu mà gì ạ? Ta biến con router IOU1 này này thành ship. Đó, điều này là hoàn toàn có thể thực hiện được bằng cách là gì ạ? Ta đứng trên trên con router 1 này. Đó, ở mục config ta gọi lệnh là gì ạ? No IP IP routing. Đó. Nếu các bạn còn nhớ là gì ạ? Với con ship layer 3 nếu chúng ta muốn là gì ạ? Cho phép định tuyến ở trên nó thì chúng ta sử dụng câu lệnh là gì ạ? IP routing. Còn đây là gì ạ? Chúng ta muốn là gì ạ? Biến con router này về con ship. Đấy, thì chúng ta gõ câu lệnh là gì ạ? No IP routing. Rồi sau đó là gì ạ? Ta gõ lệnh bridge 1 nhá. Bridge group. Giả sử đây là 1. Protocol. Rồi IBAE. Đấy. Thì khi ta sử dụng câu lệnh này ấy thì ta sẽ gọi thực thi cái giao thức FTP. Spanning tree protocol. Rồi sau đó là gì ạ? Ta truy cập vào các cổng từ E0/0 cho đến là gì ạ? E0/2. Bật cổng đó lên. Sử dụng lệnh no shut. No IP address. Rồi tiếp đến là gì ạ? Break group 1. Đấy, ở đây là break 1 thì ở đây cũng phải là gì ạ? Break group 1. Đấy là trong trường hợp mà tất cả cái này là gì ạ? Là bridging. Đó. Thế còn giả sử như bây giờ là gì ạ? Ta muốn cái phần từ từ đây này trở lên là bridging. Thế còn cái phần từ đây trở xuống thì là gì ạ? Là routing. Đó. Thì nếu mà chúng ta cấu hình đơn thuần là gì ạ? No IP routing rồi lại bridge một protocol IBAE rồi inframe như này. Đấy, biến cái vùng trên này thành vùng bridging. Rồi phía dưới là gì ạ? Routing. Đó. Thì chúng ta sẽ không thể là gì ạ? Ping thông kết nối giữa các cái máy giữa các router 4 này này với các router 2, 3 ở trên này. Đó. Mà muốn là gì ạ? Chúng ta muốn kết nối thông giữa một cái vùng này là vùng bridging, còn vùng dưới là gì ạ? Routing. Thì chúng ta phải sử dụng một cái nó gọi là cái IRB. Đó. Quy tắc của cụm từ Integrated Routing and Bridging. Thì trong cái bài NAP này ấy, thì chúng ta sẽ là gì ạ? Thực hiện các yêu cầu như sau này. Ở trên router 1, chúng ta cấu hình nó ở mode là gì ạ? IRB. Chạy định tuyến USB giữa các router với nhau. Để chúng ping thông với nhau. Sau đó ta kiểm tra. Đó. Để cấu hình này trên trên router 1 thì chúng ta gõ lệnh là gì ạ? Bridge IRB. Đấy, bridge 1 protocol IBAE này. Bridge 1 root IP nữa nhá. Các cái cổng từ E0 số 0 đến là E0 số 1 thì ta gõ lệnh là gì ạ? No shutdown á, bật cổng lên đấy, đúng không ạ? Ở đây là brick 1 thì ở đây là gì ạ? Brick root 1. Sau đó là gì ạ? Ta truy cập vào cái cổng y con BVI này. Đấy, BVI 1 này. Đó. Ta gõ lệnh là gì ạ? Lệnh này để cấu hình địa chỉ IP cho cái cổng. Mà với địa chỉ là gì ạ? 192.168.20.1 255.255.255.0 và sau đó là gì ạ? IP USB 1 area 0.
Ok, chúng ta sẽ thực hiện cấu hình. Đầu tiên thì ta cấu hình địa chỉ IP trên các cổng E0.0 của các router 234 trước này. Ta truy cập vào cổng E0.0, ta bật nó lên, gắn địa chỉ IP. Bên này có địa chỉ là ví dụ như là 192.168.168. Nó thuộc về cái giải này 192.168.20.0/24, thì giả sử anh này là 20.2 đi. Đó, sau đến mark 255.255.255.0. Đó là sang anh 3 này. Interface 0.0. Truy cập vào cổng, nó bật nó lên này, gắn IP 192.168.20.3, xong lên mark 255.255.255.0. Tiếp đến là cấu hình địa chỉ IP cho cái cổng E0.0 trên router 4 này. Ta truy cập vào cổng E0.0, bật nó lên, ta gắn địa chỉ IP 192.168.22.2 đi, để là .2 nhé, .22.2, sau đó mark 255.255.255.0. Thế còn trên anh 1 này, ta vào mục config này, đây có lệnh break này. IRB này, Integrated Routing and Bridging. Đấy, nếu ta chọn là CRB, Concurrent Routing and Bridging, thì ta sẽ không thể ping thông hai cái trên và cái dưới được. Đó. Mà đây ta phải chọn nó là gì ạ? IRB nhé. IRB. Đó. Break này. Sau đến là gì ạ? Break group number for bridging, nó sẽ nhận cái giá trị từ 1 đến 255. Giả sử đây ta chọn nó là 1. 1 này. Protocol E3E. Ở đây E3E nó chính là cái gì ạ? E3E802.1 protocol. Đấy, thế nên đây chính là cái chuẩn quốc tế dành cho spanning tree ấy, đúng không ạ? Spanning tree này này. Sau đó là gì ạ? Bridge. Ta gọi lệnh root IP. À, đừng, không quên cái này nhé, root IP này. Rồi sau đó là gì ạ? Ta truy cập vào một và hai cổng. In range E0 gạch số 0 gạch 1 này. À, bật hai cổng này đây. Sau đó là gì ạ? Ở trên này là break 1, thì ở dưới sẽ là break group 1. Break group 1. Đấy, bây giờ là gì ạ? Đó là interface BVI. Đấy, BVI. Break group virtual interface. BVI. Ở dưới đây là gì ạ? Là 1. Đấy, giá trị nó có thể nhận từ 1 cho đến 200. 5 năm. Đó. Ta gắn địa chỉ IP cho cái cổng này. 192.168.20. Các bạn hình dung là gì ạ? Ta đang gộp hai cái cổng vật lý này này thành một cổng logic. Đó. Và gắn địa chỉ IP cho nó là 192.168.20.1. Subnet mask 255.255.255.0. Bình thường là gì ạ? Nó không thể là gắn cùng một địa chỉ IP cho cả hai cổng được. Đó. Nhưng với BVI này thì ta có thể làm được. Đó. Đấy, sau đó là dạ, cho nó tham gia vào tiến trình OSPF. Proceed là 1, area 0. Đó. À, tiếp đến là gì ạ? Truy cập vào cái cổng E0.2 này. Để gắn IP. Cái này là 192.168.20.1, xong đến mark 255.255.0. À, sorry, .1 chứ đúng không ạ? Đó.
22.1. Đó. Sau đó cho nó tham gia vào tiến trình OSPF. Nó sẽ đi là 1 area. Area ID là 0. Đó. Xong trên anh 1 này. Bây giờ ta sang anh 2 này. Anh 2 bây giờ ta truy cập vào cái cổng E, ta đang ở cổng E0.0 đây rồi. Đó. Truy cập vào cổng E0.0 nếu mà chúng ta đang ở ngoài. Truy cập vào cổng E0.0 này, bây giờ cho nó tham gia vào tiến trình OSPF. Nó sẽ đi là 1 area ở 0. Đấy, cho cái cổng E0.0 của trên router 3 đấy tham gia vào tiến trình OSPF. Tiếp đến này. Truy cập vào cái cổng E0.0 trên router 4 này. Cho nó tham gia vào tiến trình OSPF, sử dụng con lệnh OSPF. Process ID IP OSPF process ID là 1, area đều là 0 này. Xem thông tin trong bảng những tiến trên router này. Đó. Bây giờ ta thấy là gì ạ? Có cái tiến mạng học được từ tiến trình OSPF là 192.168.20.0 và sau cái mắc là số 24. Show IP root này, OSPF. Đấy, nó có thông tin về cái mạng 192.168.20.0 số 24 trong bảng những tiếng của nó rồi, đúng không ạ? Như vậy là ping này. Ping đến router 4 này, 192.168 này, .22.2. Đó, đã thấy ping thành công, đúng không ạ? Từ anh 2 này, các ping anh 4 này. Đó. Còn từ 2 ping 3 thì là đương nhiên, đúng không ạ? Đấy, như vậy thì chúng ta vừa cùng nhau thực hiện bài nắp cấu hình BPI ở trên router. Thì chúng ta lưu ý là gì ạ? Ở đây BPI nó chính là cái cổng ảo brick hay cổng ảo sweep ấy, đúng không ạ? Nơi đó là gì ạ? Chúng ta có thể gộp hai cái cổng vật lý thành một cổng logic và gán địa chỉ IP cho nó, cũng như là cho nó tham gia vào tiến trình những tuyến OSPF, RIP hoặc là EIGIP. Đó. Bình thường thì là gì ạ? Chúng ta không thể là gộp hai, chúng ta không thể cấu hình hai cổng cùng một cái địa chỉ được, đúng không ạ? Địa chỉ giống nhau thôi, được. Nhưng mà mỗi cổng phải có một địa chỉ khác, đúng không ạ? Đấy, trên cùng một router, hai cổng nó phải là gì ạ? Có hai cái địa chỉ khác nhau. Nhưng đây là gì ạ? Với BVI ta gộp lại, gộp hai cổng vật lý thành một cổng logic và ta gì ạ? Gán địa chỉ IP cho cổng logic đó cũng như là gì ạ? Cho nó tham gia vào tiến trình định tiến. Với BIV và sử dụng cái gì ạ? Cái IAB này thì chúng ta có thể là gì ạ? Có thể ping thông cái nối thông giữa một vùng bridging và một vùng routing. Và của chúng ta xin được dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những bài học kế tiếp.